chỗ mọi người còn nghe tiếng rao bánh mì bơ sữa đặc biệt thơm ngon không? Không còn thì nay thử làm bánh mì bơ sữa, bánh mì kẹp kem với Út nghe. Quê Út hồi đó chưa chưa là có mấy chú chạy xe bán bánh mì bơ sữa, bánh mì cà rem. Cứ hễ nghe tiếng rao bên kia xong là Út bắt đầu xin tiền mẹ ra trước cửa đó. Chưa nắng mà được ăn ổ bánh mì, chấm thêm chút sữa nữa tao nói nó đã gì đâu. Hồi nhỏ được ăn bánh mì chấm sữa ông Thọ là uy tín lắm luôn. Chấm hết sữa còn khui cái hộp chế nước nóng vô để uống. Nhớ lại thấy thèm Út làm bánh mì bơ sữa ăn. Nhồi bột tạo hình rồi vô bếp nhóm lửa cho nóng lò, quay ra cắt bánh mì, quét lên mặt xíu nước là đem nướng được. Đợi gần chín mình quét bơ sữa lên là ngon lành. Thành phẩm là ổ bánh mì bên ngoài giòn béo thơm lừng mùi bơ sữa, ăn nóng ngon dữ lắm. Gần đây ông Thọ mới ra vị mới là vị dâu và sô-cô-la nên Út thử làm bánh mì ngọt. Trộn bột với men, trứng gà và sữa ông Thọ vị dâu là được bánh vị dâu. Thêm một phần với sữa sô-cô-la nữa. Dạng tiếp này dễ dùng, đậm vị, dâu thì ngọt ngọt, thơm lừng, vị sô-cô-la hơi đắng nhẹ. Út rưới sữa vô bột, dàn đều ra khắp mặt rồi cuộn lại. Làm cách này bánh vừa thơm, đậm vị, màu sắc cũng bắt mắt nữa. Đem nướng 15 phút là bánh chín. Bánh mì sữa đặc ngọt béo mềm mềm, để ăn được mấy ngày luôn. Lấy nghẻ này nữa là Út được đầy một mâm. Út mổ bánh mì rồi cho kem vô giữa, thèm sữa vị dâu, vị sô-cô-la tùy thích là được ổ bánh mì tuổi thơ ngon lành rồi. Mời mọi người cùng ăn với Út nghiêng. Cái này con ăn được không? Cái này con ăn được nhưng mà ăn cơm no thật. Em mà ngon, ai mà ăn cái vị dâu hay là vị sô-cô-la? Ta liếm chỗ có sugar, có hương dầu, có sữa dầu. Ngon. Cột luôn đi, cột luôn. Cạp luôn, cạp mạnh lên. Cạp mạnh lên. Bánh này bánh sữa.